Dệt may da giày là ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, với kim ngạch xuất khẩu luôn tăng trưởng trên 10% một năm. Theo báo cáo của Tổ chức Thương mại Thế giới, Việt Nam là quốc gia xuất khẩu da giày lớn thứ hai và xuất khẩu hàng dệt may lớn thứ ba thế giới. Dù vậy, ngành dệt may da giày Việt Nam vẫn tập trung ở khâu gia công, tạo giá trị gia tăng thấp, đóng góp của các doanh nghiệp trong nước vẫn còn hạn chế. Nguồn nguyên vật liệu và phụ kiện chủ yếu nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc, ASEAN. Thưa quý vị và các bạn, Hiệp hội Giày da Túi sách Việt Nam và Hiệp hội Dệt may Việt Nam đã có văn bản gửi Bộ Công Thương về việc xin ý kiến chủ trương xây dựng Trung tâm Giao dịch Phát triển Nguyên phụ liệu ngành thời trang Việt Nam nhằm nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm giày da, dệt may Việt Nam. Dự kiến Trung tâm Giao dịch Phát triển Nguyên phụ liệu ngành thời trang Việt Nam sẽ được xây dựng từ nguồn vốn xã hội hóa, tập trung quy tụ các nhà cung ứng sản phẩm nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất dệt may da giày trong nước và nước ngoài, hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác truy xuất nguồn gốc xuất xứ, triển khai hoạt động kết nối giao thương và triển lãm sản phẩm công nghệ sản xuất nguyên phụ liệu dệt may da giày, cập nhật xu hướng công nghệ sản xuất nguyên phụ liệu dệt may da giày.